Xin chào lại đến với kênh Anti Studio. Mọi người có thể thấy chiếc loa bên cạnh mình đây không nhỉ? Đây là mẫu loa mới nhất tới từ Sony, chiếc Sony SRS XB13. Nếu các bạn đang tìm kiếm một mẫu loa di động nhỏ gọn, có chất lượng âm thanh tốt, cùng với đó là mức giá rẻ, thì đây chính là một ứng cử viên vô cùng sáng giá. Loa Sony SRS XB13 có những đặc điểm như thế nào thì hãy cùng mình trên tay và trải nghiệm nhanh em loa này nhé. Chỉ với 1.290.000 đồng, chúng ta có thể sở hữu ngay em loa Sony SRS XB13. Hiện nay Sony SRS XB13 đang có 6 phiên bản màu sắc tại các cửa hàng của An Tiến. Các bạn có thể tới cửa hàng để trải nghiệm trực tiếp hoặc tham khảo ở link phía bên dưới mà mình sẽ để chi tiết ở dưới phần mô tả nhé. Với mức giá chỉ hơn 1 triệu đồng thì mình nghĩ Sony SRS XB13 có thể phù hợp với mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên. Ở độ tuổi này thì chúng ta có nhu cầu mua những loa nghe nhạc để mang đi chơi, đi du lịch chẳng hạn, nhưng tài chính lại không thể đủ khả năng để mua được những chiếc loa tầm giá 4-5 triệu, thì đây chính là một sự lựa chọn mới dành cho các bạn nhé. Đây là hộp đựng của Sony SRS XB13. Như các bạn thấy thì hộp đựng này cũng khá là nhỏ gọn. Trên hộp sẽ có các thông số tiêu biểu của loa, ví dụ như kháng nước IP67, thời lượng pin 16 tiếng, sạc tai C, có dây đeo và có âm thanh lan tỏa. Cùng với đó là chế độ rảnh gọi rảnh tay và kết nối stereo hai loa. Ở trong hộp chúng ta sẽ có nhân vật chính, đó là chiếc loa Sony SRS XB13. Cùng với đó chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn đi kèm. Cùng với là chân sạc tai C. Thì ở đây thì chắc chắn là cái loa này sử dụng chân sạc tai C rồi các bạn ạ. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây, chiếc loa Sony SRS XB13. Một mẫu loa không dây giá rẻ, vô cùng nhỏ gọn, có dây treo tiện lợi nữa. Và với em loa như thế này thì mình nghĩ sẽ phù hợp để các bạn mang đi cà phê mỗi sáng chủ nhật, hoặc là mình đi trà chanh chém gió mỗi tối thứ bảy ở trên Hồ Tây chẳng hạn. Điểm qua một vài thông số cũng như công nghệ được trang bị ở trên Sony SRS XB13 nhé. Đầu tiên, XB13 có thể phát nhạc không dây qua Bluetooth 4.2. Đây là một công nghệ Bluetooth tuy không quá cao nhưng lại phù hợp với đa số các thiết bị hiện nay như điện thoại hay là máy tính chẳng hạn. Và nó có khả năng kết nối Google FastPlay trên các thiết bị Android. Trên phiên bản này thì sẽ không có cổng cắm 3.5mm như ở trên phiên bản XB12 đâu các bạn nhé. Đó, ở đây chúng ta chỉ có chân sạc Type-C chứ không có cổng cắm kết nối 3.5mm đâu nhé. Trông nó nhỏ gọn như thế này thôi nhưng mà em nó lại có thời lượng pin khá tốt là 16 tiếng đồng hồ và thời gian sạc đầy là 4 tiếng 30 phút. Nếu tính ra mỗi ngày các bạn nghe nhạc từ 3 đến 4 tiếng thì chỉ cần 4 ngày các bạn sạc một lần là chúng ta có thể thoải mái nghe nhạc được rồi. Nếu mà mình đem đi chơi thì cũng có thể thoải mái để sử dụng trong suốt một ngày dài nhé. XB13 thì được trang bị một loa toàn giải có đường kính là 46mm hướng lên trên như các bạn đã thấy ở đây. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một bộ tản nhiệt, cùng với đó ở trong sẽ có một bộ khuếch tán âm thanh giúp cho XB13 có thể phát tán âm thanh ở trong không gian rộng. Cuối video này thì mình sẽ thử test nhạc bằng em loa XB13 để xem chất lượng âm thanh của nó như thế nào nhé. Về tiêu chuẩn kháng nước thì trên XB13 có một tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi khá xịn sò, đó là nó có tiêu chuẩn IP67, có thể chống được bụi này, có thể kháng nước ở độ sâu 1m trong vòng 30 phút. Vậy nên khả năng chịu nước hắt hay là trời mưa của nó thì rất là tuyệt vời các bạn nhé. Chiếc loa này có thiết kế khá đơn giản thôi, nhưng trên phần thân sẽ có một logo Sony có chữ to này. Còn ở phía bên cạnh viền, các bạn sẽ có một bảng các nút điều khiển bằng các núm cao su. Có nút nguồn, nút bắt Bluetooth, nút dừng nhạc này. Các bạn có thể để ý chúng ta có một logo mic ở đây. Thì đây cũng là cái nút bấm gọi đàm thoại. Khi có cuộc gọi đến các bạn hãy bấm nút này thì chúng ta có thể trực tiếp nghe điện thoại và không cần phải tắt loa đi. Và bên cạnh chúng ta sẽ có một nắp đậy cao su để bảo vệ cho chân sạc Type-C khỏi bụi và nước. Bởi vì nếu mà bụi và nước vào chân sạc này thì rất dễ gây hỏng loa các bạn nhé. Nhìn chung cách thiết kế cũng như là cách dùng của XB13 khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần kết nối Bluetooth với điện thoại là đã có thể sử dụng loa được rồi. Và với một chiếc loa vô cùng nhỏ gọn như thế này thì các tính năng đi kèm của nó mình cũng thấy là vừa đủ dùng. Nó có kết nối Bluetooth 4.2, có thời lượng pin là 16 tiếng, cùng với đó là khả năng kháng nước kháng bụi IP67. Và nếu các bạn có hai chiếc loa XB13 thì chúng ta có thể ghép đôi để tạo thành một cặp stereo để nghe nhạc chẳng hạn.
Với mức giá rẻ thì mình nghĩ XB13 sẽ phù hợp với túi tiền của mọi đối tượng. Dù các bạn là học sinh, sinh viên hay là người đã đi làm thì đều có khả năng tài chính để có thể mua được em này. Và chúng ta có thể sử dụng mang loa để đi chơi, đi dã ngoại hay là đi cắm trại mỗi cuối tuần chẳng hạn. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với phần quan trọng nhất, hãy thử test nhạc ở trên loa XB13 xem như thế nào nhé. Và đừng quên, trong những video tiếp theo chúng mình sẽ thực hiện một bài trải nghiệm và đánh giá chi tiết về em loa Sony SRS XB13 này. Hãy theo dõi kênh và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.